Chào mừng bạn đến với Hay Ho Cosplay. Giới cos Việt nói chung, cos Hà Thành nói riêng đang sôi sục vì group cosplay FC với hơn 100k thành viên đã bị hack, chuyển thành một group buôn bán nhưng chưa hề đổi tên. Dàn admin của group cosplay FC đã lập group mới là Hobby FC. Xung quanh group mới xuất hiện nhiều tranh cãi vì luật group lỏng lẻo, không áp dụng chuẩn cha, simper. Tuy nhiên group vẫn đang được đón nhận với các thành viên cũ đăng bài liên tục. Group mới chỉ có 1-5k thành viên và đây là một số bài post mới nhất. Chúng ta hãy cùng xem group mới hoạt động như thế nào nhé.